chị đang live stream mà chụp gì? Ở đâu mà biến quá dữ vậy? Hello, xin chào quý chị và các bạn nha. Đang ở chợ đêm Phú Quốc. Đây trái cây ngọc cây rồi. Cái đồ lưu niệm. Cho mày cái tọ đặng cố tọ chị ơi. Cha vô mày dùng thử không? Hỏi thêm anh ơi. Không không quá. Dạ, ngon quá lẻ hỏi thêm nha. 5 đặng 4 nha. Em áo đen nha. Đây. 1, 2, 3, 4. Ok ok. Đây nè, đây nè. 10 lọ đủ, 5 lọ, đặng 4 lọ. Ok ok. Dạ, em áo đen nha. Đậu phộng quý chị. Là phòng Chu Chu Hàn Quốc. Ngon á, đậu phộng ngon á quý. Mặn mặn nó béo mà bùi. Ở đây đồ ăn này. Quá trời ngon. Bà đang lắc thấy đủ thứ giờ tiêu rồi. Tiêu đỏ, tiêu sò, tiêu Phú Quốc. Hải sản. Đồ bán quá trời. Đây hải sản nào quý anh chị? Đủ thứ. Đủ thứ hải sản. Ốc, lẩu. Này đặc sản là tiêu của anh chị. Đây em thấy bán đồ ăn liền, hải sản rồi nọ, đông lắm không cái gì. Còn người nước ngoài không thôi. Người nước ngoài nhiều lắm.